Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 60. Hạ Ái San nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm và hiền dịu của chị gái nhỏ, như thể đang tạm biệt cô bé. Tướng quân nắm lấy tay Hạ Ái San, mỉm cười rộ lên. Chúc mừng tướng quân. Phía dưới vang lên những tràng vỗ tay chúc mừng. Cũng có người đang cầm máy ảnh chụp hình. Tướng quân nói, nào nào, chụp nhiều ảnh hơn nữa đi. Đây là cháu gái của vua đánh cược Hào Giang đấy, xem chúng tôi có xứng đôi không, tôi sẽ gửi ảnh cho vua đánh cược, nói với ông ấy rằng từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Ha ha ha, tiếng cười của ác quỷ vang vọng trong đại điện. Hạ Ái San nhìn quanh đám đông, nhưng không thấy chị gái nhỏ đâu nữa. Rừng rậm che khuất những tia nắng cuối ngày, bóng của những cây đại thụ dài thẳng tắp như những cánh tay quỷ dữ trên mặt đất, bò dài lên những ngọn núi xa xa. Cô gái chạy vụt qua rừng rậm, những chiếc lá rụng và dây leo chẳng chịt khiến cô ấy vấp ngã liên tục. Vô số lần bị vấp ngã, vô số lần té nhào xuống bùn lay, chân tay đầy vết thương, nhưng cô ấy vẫn cứ gượng dậy, không dám dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất để cô ấy thoát ra khỏi nơi đây. Dù cô ấy không biết liệu có thể thoát khỏi vùng núi hoang vu rậm rạp này hay không, dù trong rừng rậm có vô số hiểm nguy như rắn độc, hổ báo. Nhưng cô ấy không sợ hãi. Chạy trốn là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô ấy. Dù bị rắn độc cẩn chết hay bị hổ vồ ăn thịt, vẫn hơn là ở trong tay ác quỷ đó. Khoảng cách càng xa dần, cô ấy đã càng lúc càng xa khỏi hang ổ ác quỷ rồi cảm giác an toàn dần trở lại, từng chút một. Bỗng nhiên, cô ấy dừng bước, nhìn phía trước với vẻ kinh hoàng. Dưới gốc cây đại thụ kia có một nhà sư, vai khoác một tấm vải nâu, một bên mặt đầy những vết sẹo như con rết, bò lên tận đỉnh đầu. Cô gái lập tức rơi vào tuyệt vọng. Cô ấy biết, đây là một ác quỷ khác bên cạnh ác quỷ kia, tên gọi là Thái Vu Long Tăng. Chiếc xe lao vút trên giường, Mục Khôn gần như không buông chân ga. Ông ta chỉ mong gặp được tướng quân càng sớm càng tốt, dù là được cứu hay phải chết, đều là một sự giải thoát, hơn là phải chịu tra tấn cứ 2 giờ một lần như thế này. Lý Dục Thần cũng muốn đi nhanh, dù anh biết bay, nhưng bay không phải là lựa chọn tốt. Tam giác vàng nằm trên lãnh thổ của 3 quốc gia, với diện tích hơn 150.000 km². Nơi đây có hơn 2 triệu dân, sinh sống tại hơn 3.000 thôn trấn. Trong vùng núi non trùng điệp rộng lớn như vậy, nếu không có phương hướng, muốn tìm kiếm doanh trại của tướng quân từ trên không trung thì cũng giống như dùng máy bay không người lái tìm một con nhện trong sân cỏ. Hơn nữa, doanh trại của tướng quân không chỉ có một nơi. Để Mục Khôn lái xe dẫn đường là cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Trên đường đi, họ đã đi qua nhiều chốt canh gác, Mục Khôn chỉ cần nói vài câu là được cho qua. Còn khoảng 50 cây số nữa, Mục Khôn tính toán thời gian, nói với vẻ sợ hãi và lo lắng, có thể tháo chiếc khóa điện ra trước không? Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa các người đến gặp tướng quân. Đó là hậu cung của ông ta, tối nay ông ta sẽ làm lễ thành hôn với một công chúa nhỏ, hình như là cháu gái của vua đánh cược Hào Giang, nên chắc chắn ông ta sẽ có mặt ở đó. Cháu gái của vua đánh cược, cha Na Lệ nhíu mày, cháu gái của vua đánh cược bao nhiêu tuổi? Hình như 5 tuổi thì phải, Mục Khôn nói. Mẹ kiếp, xúc vật. Mã Sơn rất muốn chửi thêm vài câu nữa, nhưng dù lục lọi hết những từ ngữ tục tĩu mình biết, vẫn không đủ để miêu tả. Chửi nó là xúc vật, thậm chí còn xúc phạm đến xúc vật. Anh ta chỉ có thể im lặng, kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng lưỡng sát khí đã lan tỏa ra xung quanh. Mục Khôn cảm nhận được. Hoảng sợ đến mức phải im miệng lại, nhấn ga mạnh hơn. Có phải hướng này không? Lý Dục Thần hỏi. Đúng, cách đây khoảng 20 dặm là một chốt canh gác, qua chốt canh đó rồi rẽ phải, sẽ đến nơi. Tức là cứ đi thẳng hướng phải trước mặt là được phải không? Ờ, đúng rồi. Mục Khôn không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, bởi phía trước bên phải không có đường, địa hình của tam giác vàng rất hiểm trở, không có người dẫn đường bản địa thì đi vào đó cũng như tìm đường chết. Hơn nữa, đi bộ làm sao có thể nhanh bằng đi xe chứ? Ông ta vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bay lên. Ông ta nhìn thấy chiếc xe của mình đang chạy ở phía dưới, rồi nhanh chóng lệch khỏi đường, đâm sầm vào một cây, khói bốc lên từ động cơ. Sau đó, ông ta nhanh chóng bay về phía trước bên phải của con đường, làn khói xanh bị bỏ lại phía sau, chỉ trong giây lát đã không thấy nữa. Xung quanh là sương mù lượn lờ, dưới chân là những dãy núi trùng điệp. Mục Khôn choáng váng đầu óc, khi ông ta định thần lại thì độ cao đã đột ngột hạ xuống thấp, như đang bay sát mặt đất với tốc độ khủng khiếp,
thấy sắp đâm sầm vào một dãy núi cao trước mặt. Mục Khôn hoảng hốt la lên một tiếng, nhưng tiếng la chưa dứt thì ông ta đã bay vượt qua đỉnh núi rồi. Nhìn kỹ xem, có phải đó không? Ông ta nghe thấy giọng nói của Lý Dục Thần. Lúc này Mục Khôn mới tin rằng mình thực sự đang bay, chứ không phải linh hồn đã rời khỏi xác. Ban đầu ông ta tưởng mình gặp tai nạn, linh hồn đã rời khỏi cơ thể. Ông ta cố gắng lấy can đảm, nhìn thẳng về phía trước. Dù thường xuyên đến đây, nhưng Mục Khôn chưa bao giờ nhìn ngắm vùng đất này từ trên cao. Những dãy núi trùng điệp trải dài khiến ông ta cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi. Độ cao bay lại một lần nữa hạ xuống thấp, phía trước xuất hiện một thung lũng, trong thung lũng có một số nhà cửa rải rác. Chính là nơi đó rồi Mục Khôn nói, tiếp tục bay về phía trước, đi vào thung lũng, vòng qua cửa kia thì sẽ nhìn thấy cung điện của tướng quân. Lời nói của ông ta tan biến trong gió, chính Mục Khôn cũng không rõ mình có nói hay không, chỉ trong một thoáng, họ đã vòng qua vách núi, một công trình kiến trúc màu trắng hiện ra trên khoảng đất băng giữa thung lũng. Hạ Ái San ngồi trên một chiếc ghế cao, như một hoàng hậu. Bên cạnh cô bé là vị quốc vương duy nhất trên vùng đất này, tướng quân Tắc Cương. Họ đón nhận những lời chúc mừng từ đám thuộc hạ phía dưới, giống như một đám cưới hoàng đế đón nhận lời chúc của quần thân vậy. Trong đám người đó, có nhiều cô gái lớn hơn cô bé một chút, nhưng cũng không lớn lắm, tuổi tác tương đương với chị gái nhỏ đã chạy trốn kia. Khi nhìn về phía cô bé, ánh mắt họ rất phức tạp. Cô bé không biết số phận của họ có hạnh phúc hay bi thảm, cũng như cô bé không biết số phận của chính mình sẽ ra sao. Nhưng rõ ràng họ đều chấp nhận số phận này. Ngoại trừ chị gái nhỏ đã bỏ trốn kia, không ai cố gắng chống cự hay bỏ chạy. Bên ngoài truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Hạ Ái San nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống, ánh đèn bên trong phản chiếu trên mặt kính, không nhìn rõ thế giới bên ngoài. Bịch một tiếng, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, như thể bị một gã khổng lồ xô đẩy ra. Ba người xuất hiện ở cửa. Tác Cương nhíu mày. Đây là hậu cung, nơi ông ta hưởng lạc, thung lũng này rất hẻo lánh, do địa hình đặc biệt nên ngay cả vệ tinh cũng khó phát hiện. Bên ngoài thung lũng là doanh trại quân đội của ông ta, phải đi qua vô số chốt canh gác mới tới được đây. Vì vậy, ở nơi này ông ta gần như không triển khai lực lượng phòng vệ nào, chỉ có vài tên vệ sĩ. Tất nhiên, ông ta vẫn có một điểm tựa rất lớn, đó luốc sư mà ông ta đã mời tới Thái Vu Long Tăng. Có một cao thủ như vậy ở đây, cho dù có đội đặc nhiệm len lỏi vào, ông ta cũng không lo sợ. Nhưng ba người này làm cách nào mà xâm nhập vào được? Quốc sư đâu? Hai tên vệ sĩ phía sau cửa lập tức rút súng, nhưng chưa kịp nổ súng thì đã bị một chàng trai khỏe mạnh đánh ngã bằng hai quyền. Chàng trai này trông rất giận dữ, dù cách xa như thế, Tác Cương vẫn có thể cảm nhận được lưỡng giận dữ tỏa ra từ anh ta. Sau đó, ông ta nhìn thấy Mục Khôn đang co ro phía sau. Tác Cương nheo mắt, hỏi to, Mục Khôn, chuyện gì vậy? Mục Khôn tỏ vẻ rất sợ hãi, tướng quân, tôi. Ông ta nói mãi mà không nói được lý do. Nhưng chỉ một tiếng tướng quân cũng đã phơi bày thân phận của đối phương rồi. Lý Dục Thần chỉ tay về phía ông ta, sứ mệnh của ông đã hoàn thành, có thể chết được. Trên người Mục Khôn bùng lên những vòng điện quang, kèm theo tiếng xì xì, trong giây lát ông ta đã biến thành tro tàn rơi xuống đất. Những vòng điện quang vẫn nhấp nháy, khuếch tán ra rồi kêu lách một tiếng, biến thành một tia sét xẹt ngang qua đại sảnh, quấn lấy tướng quân Tác Cương. Cơ thể Tác Cương bị khóa chặt bởi những vòng điện, bắt đầu run lên không ngừng. Hạ Ái San rất sợ hãi. Cô bé không biết chuyện gì đã xảy ra, những người đến là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng cô bé biết rằng, kẻ mà chị gái nhỏ kia gọi là ác quỷ, hiện đang rất đau đớn. Lúc này, mọi người trong sảnh mới hoảng loạn, la hét ồn ào, có người ôm đầu chạy loạn, có người ngồi xổm xuống đất, có người trốn vào góc tường. Lý Dục Thần đi trước. Mã Sơn và Cha Na Lệ theo sau, bước trên thảm đỏ giữa đại sảnh, tiến về phía Tác Cương và Hạ Ái San. Tác Cương vẫn đang run rẩy, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Mã Sơn nói, đừng để hắn chết dễ dàng quá, quá hời cho hắn. Lý Dục Thần đáp, cơ thể hắn ít nhất có thể chịu đựng được 3 ngày, nếu trong lúc đó có người cho hắn uống nước, ăn chút gì đó, có lẽ còn chống chọi được 1 tuần. Cha Na Lệ đi tới ôm lấy Hạ Ái San, hỏi, em tên gì? Em tên Hạ Ái San. Không hiểu vì sao, khi ba người đến gần, Hạ Ái San không còn sợ hãi nữa. Ông nội em có phải là Hà Gia Sương không? Đúng rồi à, Hạ Ái San gật đầu thật mạnh,
nước mắt bỗng tuôn rơi, em muốn về nhà. Hu hu, được rồi, chị sẽ đưa em về nhà. Cha Na Lệ quay lại nói với những phụ nữ trong sảnh, các em không căn sợ nữa, từ giờ các em đã tự do rồi. Có lẽ là không hiểu, hoặc là không tin, những phụ nữ kia không hề tỏ vẻ biết ơn cảm kích, cũng chẳng ai phấn khích vì được tự do. Họ vẫn rất sợ hãi, run rẩy không ngừng. Cuối cùng những vòng điện trên người Tác Cương cũng dứt. Ông ta hoàn toàn kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế. Con rắn độc là thuộc hạ của ông phải không? Nó đã chết rồi, Lý Dục Thần nói. Tác Cương khó nhọc mở mắt, nhìn thoáng qua chàng thanh niên trước mặt. Mày, chính là Lý Dục Thần. Đúng, tôi chính là kẻ trị giá 10 tỷ đó. Quả nhiên mày đáng giá 10 tỷ. Nói đi, kẻ muốn giết tôi là ai? Đừng bảo phải hỏi quỷ Sa Tăng mới biết được. Trên gương mặt Tác Cương hiện lên một nụ cười lạnh, không cần phải hỏi Sa Tăng đâu, nhiệm vụ này do tao nhận. Nhưng tại sao tao phải nói với mày? Lý Dục Thần khẽ chỉ tay, những vòng điện trên người Tác Cương lại sáng lên. Vẻ đau đớn hiện trên gương mặt Tác Cương. Nói, tao sẽ nói. Lý Dục Thần thu tay lại, vòng điện tắt ngấm. Tác Cương cố hết sức nghiến răng, cơ mặt giật liên hồi, thở mạnh một hơi như vừa thoát khỏi địa ngục, thở hổn hển nói. Nói cho mày, xin mày đừng tra tấn tao nữa. Một đời kiêu hùng cuối cùng cũng phải van xin, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn như một tên nghiện đang lên cơn nghiện. Kẻ muốn giết mày là Lý Ngôn Thành. Lời nói của Lý Ngôn Thành lúc này giống như một tiếng sét nổ tung trong đầu Lý Dục Thần. Anh choáng váng mất một lúc. Lòng người có nhất thiết phải ác độc đến như thế không? Mã Sơn lao đến đấm bụp bụp hai phát, làm cho hai xương sườn của Tác Cương bị gấy. Cho mày chừa cái thói ăn nói toàn những điều vô nghĩa. Mã Sơn thật sự rất muốn đánh nhau, nhưng Lý Dục Thần đã ngăn lại, nói, không việc gì phải lãng phí sức lực của mình như vậy. Những điều anh ta nói hẳn là sự thật rồi. Cái gì cơ? Mã Sơn kinh ngạc hỏi lại, làm sao lại có thế? Không phải Lý Ngôn Thành nói anh ta với em là người một nhà à? Vậy hóa ra là anh ta nói dối lừa em sao? Không, anh ta không hề nói dối em. Vậy tại sao anh ta lại muốn giết em? Bởi vì nhà họ Lý cần rất nhiều vốn để có thể tái xuất trở lại, các chi nhánh ở nước ngoài mấy ngày nay đều đang chuẩn bị cho sự trở lại ấy. Anh ta sợ nếu em thật sự có thể vực dậy được nhà họ Lý phục hưng trở lại, toàn bộ tài sản anh ta vất vả cả đời mới có được sẽ phải nộp về hết cho nhà họ Lý ở thành phố. Vậy anh ta cũng đâu cần phải nói cho em biết làm gì, nếu như không phải là anh ta chủ động nói cho em biết thì bây giờ em vẫn không biết thôi. Lý Dục Thần liền rơi vào trầm tư, đây cũng chính là điều mà anh đang băn khoăn. Cha Na Lệ đột nhiên nói, vì nhà họ Lý đã bố trí các chi nhánh bí mật ở nước ngoài nên chắc chắn phải có nhiều hơn một. Theo như tôi đoán thì nhà họ Lý ở thành phố Sư cũng vậy. Nhà họ Lý ở thành phố Sư, Mã Sơn gãi gãi đầu. Nhà họ Lý ở thành phố Sư cũng rất giàu cơ. Cha Na Lệ cho biết, thật ra nhà họ Lý ở thành phố Sư cũng không có tiền, nhưng nhà họ Lý ở bên đó lại nắm quyền kiểm soát mã tài sản của Nam Dương và cũng kiểm soát một trong những tuyến đường vận chuyển hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Việc này thì có liên quan gì đến hương giang của Lý Ngôn Thành? Nếu như Lý Ngôn Thành không nói thì cũng sẽ có người khác nói. Đến lúc đó, anh ta vẫn không thể giữ được tài sản của nhà họ Lý ở hương giang. Chính vì vậy cho nên anh ta nhất định phải ngăn cản sự vực dậy của nhà họ Lý. Và cách tốt nhất cũng như là cách duy nhất để ngăn cản sự vực dậy của nhà họ Lý chính là. Cha Na Lệ liếc nhìn sang phía Lý Dục Thần, giết anh Lý. Vậy mà rõ ràng anh ta còn hứa với Dục Thần là sẽ dùng hết số tài sản của mình để đánh cược với vua cờ bạc. Có lẽ anh ta cảm thấy rằng anh Lý sẽ thắng. Có Lý Mã Sơn gật đầu, tên này rất biết quan sát và nắm bắt. Nhưng vẫn vô cùng mạo hiểm. Nếu anh ta muốn giết Dục Thần, tại sao lại không nhờ đến thôn họ Hà? Lý Ngôn Thành đứng ở bên ngoài, chắc chắn anh ta có thể thấy được xung quanh chúng ta có rất nhiều kẻ thù, bao gồm cả Giang Long Huy, vua cờ bạc, huyền hàng môn của cô và tên này. Anh ta đá Tác Cương một cái, nghe được cả tiếng xương đùi gãy răng rắc. Đột nhiên nhìn sang thấy Hạ Ái San ở bên cạnh, liền tức giận đá thêm một cú nữa vào giữa háng Tác Cương tạo ra một âm thanh lớn. Tác Cương đau đớn thống khổ vặn vẹo đứng dậy. Mã Sơn tiếp tục nói, tên Lý Ngôn Thành hoàn toàn có thể lợi dụng những thế lực này để khiến chúng ta gặp rắc rối, hơn nữa còn cộng thêm với phần thưởng 10 tỷ của anh ta. Cha Na Lệ liền có chút ngưỡng mộ thay đổi cái nhìn về Mã Sơn, trông cũng không đến nỗi nào. Đôi khi anh cẩn thận có suy nghĩ rất chu toàn. Mã Sơn cười nói,
Chồng của cô, tôi gọi là thô có, tinh tế. Chỗ nào tinh tế cũng có. Chỗ nào cần tinh tế sẽ cần thô thì sẽ thô. Sau này cô sẽ biết. Cút ra chỗ khác cha Na Lệ đá anh ta. Có lẽ, anh ta chủ động nói cho em biết, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác. Cái gì? Mã Sơn hỏi. Thật ra anh ta không phải nói cho em biết, mà là tuyên bố bản thân chính là một phần của nhà họ Lý ở thành phố. Chỉ cần đợi đến khi em chết, anh ta có thể đường đường chính chính quay trở lại nhà họ Lý ở thành phố và tiếp quản mọi thứ ở đây. Mẹ kiếp, cái tên hồ ly cáo già này. Mã Sơn chửi, chẳng trách tại sao lúc dùng bữa tối anh ta lại có thể ở trước mặt mọi người nói những điều như vậy. Lúc đó anh còn đang thắc mắc, cái tên này sao lại hành xử ngu ngốc như thế, sao có thể công khai nói ra hết những bí mật như vậy. Trong khi rõ ràng có thể nói khi xung quanh không có ai. Hóa ra tất cả đều là cố ý. Cha Na Lệ không có mặt vào đêm đó, sau khi nghe qua cuộc trò chuyện của họ, cô khó hiểu nói, mặc dù nhà họ Lý ở thành phố đã có dấu hiệu hồi sinh nhưng dù gì cũng chỉ mới bắt đầu, dựa vào thực lực mạnh mẽ của thiếu gia Lý. Nếu thiếu gia Lý chết đi thì kinh Lý cũng không thể nào tồn tại được. Lý Ngôn Thành hiện đã trở thành người giàu nhất châu Á, cho nên anh ta cũng không cần phải tham lam tài sản của nhà họ Lý và tập đoàn kinh Lý chứ. Lý Dục Thần quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Ánh mắt tựa như xuyên qua bóng tối nhìn vào hư không vô định xa xa, thứ anh ta muốn hoàn toàn không phải tài sản của em, mà thứ anh ta muốn chính là quyền lực tối cao và toàn bộ thế giới. Quyền lực tối cao. Toàn bộ thế giới. Cả Mã Sơn và cha Na Lệ đều không thể nào hiểu được làm sao để có được quyền lực tối cao và toàn bộ thế giới chỉ bằng cách tiếp quản nhà họ Lý ở thành phố. Lý Dục Thần cũng không nói thêm điều gì nữa, vì bản thân anh cũng không biết. Nhưng rõ ràng cách nói của Lý Ngôn Thành là đang ẩn dụ tượng trưng cho điều gì đó liên quan đến quyền lực tối cao và sở hữu quyền lực tuyệt đối. Em tính sẽ xử lý Lý Ngôn Thành như thế nào? Chúng ta về đến Hương Giang đã rồi nói chuyện này sau. Lý Dục Thần nói. Vốn dĩ anh không hề có ý định quay lại Hương Giang. Anh đến Nam Dương chỉ với hai mục đích duy nhất, tìm chị gái và đi gặp Pháp Đế Mã. Những việc khác đều không quan trọng. Nhưng xem ra bây giờ anh vẫn phải quay lại Hương Giang một chuyến. Tôi van xin các người hãy giết tôi đi. Hãy cho tôi được giải thoát Tác Cương cầu xin. Tâm trạng của Mã Sơn đang vô cùng tốt, nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn nói liền tức giận, đá Tác Cương thêm một cái nữa làm gãy nốt bên chân còn lại của hắn, chửi. Mẹ nó, mày là thằng biến thái. Đến cả một đứa bé gái 5-6 tuổi cũng không tha. Mày còn không cả bằng cái loại căm thú xúc sinh. Loại như mày tao phải băm ra thành thịt vụn mới được. Tác Cương gào lên thảm thiết, trong mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Lý Dục Thần hỏi, Thái Long Tăng đang ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết, có thể là đang ở doanh trại, cũng có thể là đã đến chỗ sư phụ của hắn ta. Sư phụ của hắn? Là Long Bà Ba Dục, cũng chính là, à, Ma Vương. Ở đâu? Đại Kỳ Lực, ở phía đông, bên bờ sông Mê Công, có núi Lang Côn. Còn có một ngôi chùa ở lưng chừng Long Bà, đang tu luyện ở đó. Đại Kỳ Lực là ở đâu? Lý Dục Thần chưa từng nghe qua cũng không biết gì về khu vực này. Cha Na Lệ nói, nằm ở phía bắc của Thanh Lai, cách chỗ này khoảng 50-60 cây số. Đáng lẽ chúng tôi phải đi qua đó trên đường đến đây? Lý Dục Thần cau mày lại, cẩn thận suy nghĩ, ý thức dâng lên một cảm giác rất kỳ quái. Dòng sông Mê Công đang chảy cuốn cuộn như rồng bay ngang mặt đất. Không khí hai bên hẳn cũng đang phải mãnh liệt như thế, nhưng đến đoạn này lại rất yên tĩnh, như thể khi đang lao đến đây con rồng chợt ngủ quên vậy. Địa khí ở đây tĩnh lặng và trồng chất âm khí. Hãn chỉ cho rằng đây là do địa hình đặc thù tạo nên, có vẻ như nơi đạo trường mà Long Bà Ba Dục đang tu hành nằm ở phía bên đó. Được rồi, tôi đã nói tất cả những gì mình có thể nói rồi, mọi người. Ngay khi Tác Cương định quay ra cầu xin họ thêm một lần nữa, dòng hồ quang điện trên người hắn ta phát sáng bừng lên. Toàn thân hắn ta run lên, các thớ cơ không ngừng co giật, trong dạ dày có gì đó sôi sục trào lên đến miệng nhưng lại không thể phun ra ngoài vì miệng không thể nào mở ra được. Hai bên má hắn ta phồng lên trông không khác gì con lợn. Một lúc sau, cơ thể hắn ta đã ngừng co giật, cơ bắp thả lỏng, toàn bộ những thứ trong miệng phun ra ngoài, bản tung tóe khắp cơ thể và khuôn mặt. Mã Sơn mắng, chết tiệt! Xem ra tên này không thể nào căm cự được quá lâu. Dục Thần, hạ điện áp cho hắn, phải giật điện hắn ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Lý Dục Thần cười nói, anh nghĩ em với anh là máy biến thế thích tăng thì tăng thích giảm thì giảm à. Mã Sơn gãi gãi đầu, cười rộ lên ha ha. Lý Dục Thần nói, em đi tìm Thái Long Tăng,
chuyện ở đây giao cho hai người. Mã Sơn nhìn vào căn phòng phụ nữ lớn hay bé đều có đủ, đầu đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, bất lực nhìn sang phía cha Na Lệ. Cha Na Lệ bây giờ cũng chưa biết phải làm thế nào, chỉ đành nói với Mã Sơn, tôi sẽ ở đây nói chuyện trấn an bọn họ, anh ra ngoài xem có chiếc xe nào lớn lớn có thể chở được tất cả bọn họ về Thanh Lai không. Lý Dục Thần lơ lửng trên bầu trời, chậm rãi trôi ra khỏi sơn cốc. Chỉ cần xung quanh có bất cứ dao động pháp lực nào cũng đều không thoát khỏi thần thức của anh. Ra khỏi sơn cốc, cách đó hơn 10 dặm là doanh trại của Tắc Cương, cũng là dinh tướng của hắn, quân chủ lực của hắn đóng quân xung quanh đó. Nếu không có Thái Vu Long Tăng thì chỉ có thể đến sông Mê Công tìm Long Bà Ba Dục. Tuần tra một vòng quanh dinh tướng, không phát hiện ra dấu vết của Thái Vu Long Tăng. Đang định rời đi thì thần thức anh bỗng phát hiện một điểm khác thường. Có một tia pháp lực vương lại trên người ai đó trong quân doanh ở hướng Đông Bắc, có thể là do Thái Vu Long Tăng để lại. Lý Dục Thần bay qua đó, tiếng cười phóng đãng của đám lính truyền đến bên tai, còn có tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Trong doanh châm lửa trại, khoảng chừng mười mấy tên lính đang thay phiên cưỡng gian một cô gái. Quần áo trên người cô đã bị xé thành từng mảnh nhỏ, máu chảy dọc theo đùi. Nhưng những tên cầm thú ấy vẫn không chịu buông tha cô. Ghi nhớ kỹ trong một giây. Này, mày xong chưa, nhanh nhanh lên, đến lượt tao. Gấp cái gì, quốc sư nói, loại con gái bỏ trốn như này mà bắt về được thì chúng ta đều có phần, chơi tới chết mới thôi. Tên linh trên người cô gái đứng dậy, kéo quần lên, cười thỏa mãn. Bỗng nhiên, nụ người của hắn cứng đờ. Phịch một tiếng, hắn cúi đầu thấy thằng em mình rơi trên mặt đất. Máu chảy như nước tiểu. Tiếp theo, rắc một tiếng, hai chân hắn bị đánh gãy. Hắn quỳ xuống trước mặt cô gái, biểu cảm đau đớn đến vặn vẹo. Mặt khác, đám lính đã nhận ra điều không đúng, nhanh chóng đứng lên. Trên mặt hai tên cách gần nhất ngập tràn kinh hãi. Mà chuyện xảy ra kế tiếp đã khiến bọn chúng từ kinh hãi thành sợ hãi. Chúng tận mắt nhìn thấy cơ thể đồng bọn từng khúc bắt đầu tách rời, từ cánh tay, đến chân, rồi đến bộ phận khác trên cơ thể, cuối cùng là đầu, lộc cộc lăn đi. Cô gái gian nan bò dậy từ trên mặt đất, nhìn những chuyện xảy ra, ánh mắt bình tĩnh như ao thu, chỉ tiếc là nước lặng, không còn chút sức sống. Lý Dục Thần lặng yên đáp đất, thở dài, tìm trong doanh trại một kiện quần áo, phủ lên người cô. Cô gái lặng lẽ siết chặt vạt áo trước, nhìn Lý Dục. Thần, hỏi, anh là thần tiên do trời cao phái tới sao? Lý Dục Thần kinh ngạc, sao em lại nói như vậy? Mẹ em nói, khi người tốt chết sẽ có thần tiên đến dẫn họ lên thiên đường. Em muốn chết, như thế có thể ngay lập tức đến gặp bố mẹ. Cô ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tựa như có tro tàn rực cháy, thấp thoáng một tia sáng dịu dàng. Trong ánh lửa trại, khuôn mặt cô ửng hồng ấm ấp. Lý Dục Thần không định quấy rãy giấc mộng đẹp của cô, nhưng hẳn cần phải hỏi rõ ràng. Nhà em ở đâu, bố mẹ em, hắn bỗng nhớ ra, cô gái nói chết thì có thể lập tức đến gặp bố mẹ, nói như vậy, bọn họ đều đã không còn ở nhân gian, thế nên lập tức sửa miệng, nhà em còn người thân nào khác không? Cô gái lắc lắc đầu, không còn, người nhà em đều chết cả rồi, bọn chúng vì trả thù bố em, giết sạch cả nhà em, bắt em đến đây. Vì sao chúng lại trả thù bố em? Bố em là cảnh sát, bắt rất nhiều tên buôn ma túy. Em hận chúng lắm sao? Hận, em hận bọn chúng, nhất là những kẻ ở đây, nhất là từng tấc đất nơi này, hận cả từng đóa anh túc nơi đây. Cô gái nói hận rất nhiều, nhưng cũng không quá phẫn nộ, trái lại cô rất bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn trời, tê im tê gờ huyện hay tại gạch dưới tê dê uyên vn gạch dưới. Bầu trời ở tam giác vàng trong xanh mà sạch sẽ. Những ngôi sao gần như thể duỗi tay là hái được. Nếu em có thể lên thiên đường, em nhất định sẽ cầu xin thiên thần, làm cho toàn bộ lũ ác quỷ này chết đi, cứu lấy tất thảy người tốt, làm cho nơi đây không còn bất cứ cô gái nào phải khóc nữa, làm cho tất cả hoa anh túc trên đời đều khô héo. Không biết vì sao, nội tâm Lý Dục Thần bị chấn động mạnh mẽ. Cô gái này, chắc cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, còn chưa dậy thì xong, phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo nhưng cô lại bình tĩnh như thế. Kiên cường như thế, nội tâm cô phải lương thiện đến đâu, phải dịu dàng thế nào, trong sáng ra sao chứ? Em không cần phải đến thiên đường, anh giúp em, Lý Dục Thần nói. Cô gái nhìn anh, như là có hơi không tin, lại như đang nhìn kỹ sự chân thành của anh. Lý Dục Thần bị cô nhìn đến có chút hoảng hốt không giải thích được, đây là điều anh chưa từng thấy trước đây. Dường như dưới ánh mắt cô gái này,
mọi điều tăm tối đều không thể che giấu. Anh không thể bảo đảm tất cả ác quỷ trên đời đều chết đi, nhưng anh bảo đảm sẽ giết sạch lũ ác quỷ nơi này, anh không thể bảo đảm mọi người tốt trên đời đều được cứu giúp, nhưng anh bảo đảm sẽ cứu hết những người tốt trốn đây, anh không thể bảo đảm toàn bộ hoa anh túc trên đời sẽ không nở hoa, nhưng anh bảo đảm trên mảnh đất này, nhất định sẽ không còn cây anh túc nào mọc lên nữa. Anh nhìn vào đôi mắt cô gái, chân thành nói. Bỗng nhiên, cô gái cười nhẹ, nói, được. Lý Dục Thần nhẹ nhàng thở ra, như được thiên đạo ban quyền, kéo tay cô gái, cùng nhau rời khỏi doanh trại. Mới vừa ra đến bên ngoài, doanh trại phía sau liền ầm ầm sụp đổ, bụi mù bay đầy trời. Một đội lính tuần tra đi vẽ phía này, chiếu đèn pin vào bọn họ, quát. Này, mấy người đang làm gì đó? Chuyện gì đã xảy ra? Phịch! Người nọ lập tức nổ tung, hóa thành một chùm xương máu. Mấy tên lính còn lại bị kinh hoàng giơ súng lên, bóp cò. Ngọn lửa bùng lên từ họng súng, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên. Tay cô gái nằm chặt lấy tay Lý Dục Thần, ổn định, không chút run rẩy. Viên đạn từ bên cạnh bay đến chỗ bọn họ, vòng một vòng ra sau người họ rồi lại bay về phía mấy tên lính đang xạ kích. Bọn lính lần lượt ngã xuống. Tiếng súng làm kinh động càng nhiều binh lính. Đèn pha từ xa chiếu lại, tập trung vào họ như minh tinh trên sân khấu. Bọn họ không nhanh không chậm đi về phía trước. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không ngừng vang lên, viên đạn rít gào bên tai. Theo bước họ tiến lên, không ngừng có binh lính ngã xuống, doanh trại bị san thành bình địa. Một tên lính nâng khẩu bazooka nhằm ngay bọn họ. Lựu đạn mang đuôi lửa, như con rắn vặn vẹo thân mình, gào thét phóng về phía họ. Nhưng khi đến gần bọn họ, nó như đụng phải một rào chắn vô hình, vẽ ra một vòng cung rồi bay trở về. Gã lính vứt khẩu bazooka xoay người chạy, nhưng rất nhanh liền bị lựu đạn đuổi kịp, ầm một tiếng, nổ thành mảnh nhỏ. Quân doanh loạn thành một đống, tiếng bọn lính hô quát, tiếng súng lộc cộc trên pháo đài, thanh âm. Lựu đạn cùng hỏa tiễn nổ mạnh, còn có tiếng phòng ốc. Đổ sập, hòa trộn cùng nhau, giữa sự ồn ào có một loại yên tĩnh kỳ dị. Lý Dục Thần kéo tay cô gái, đi đến giữa làn lửa đạn. Nơi bọn họ đi qua, hết thảy đều tan thành cho bụi. Phía trước vang lên tiếng ù ù, mấy chiếc xe tăng chạy băng băng đến, ống pháo thật dài nhầm ngay họ. Hai chiếc trực thăng vũ trang bay loanh quanh trên bầu trời. Lý Dục Thần dừng lại, một tay kéo tay cô gái, một tay khác giơ lên, ở giữa không trung đột nhiên nắm chặt quyền. Ầm! Hai chiếc trực thăng nổ tung ngay giữa trời. Xe tăng phía trước nháy mắt biến thành một đống sắt vụn vặn vẹo. 10 phút sau, bọn họ đi tới một tòa nhà 5 tầng, nơi này chính là sở chỉ huy, cũng là nơi đặt phòng làm việc của Tác Cương Dinh Tướng. Lý Dục Thần dậm chân. Dinh tướng ầm ầm sập. Lấy dinh tướng làm trung tâm, sóng xung kích dữ dội lan ra bốn phía, đánh ngã mọi thứ, quãng xung tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng 2 cây số. Toàn bộ quân doanh, san thành bình địa, không còn lấy một ngọn cỏ. Lý Dục Thần, kéo tay cô gái, xuyên qua phế tích. Phía trước là vùng quê rộng lớn, thời gian này, hoa anh túc đã nở rộ, khắp núi đồi kết đầy trái cây. Bọn họ đi qua cánh đồng, rừng cây anh túc phía sau từng lá dần khô héo. Mã Sơn tìm thấy một chiếc xe tải quân sự trong bãi đỗ xe, hẳn là có thể chở hết những cô gái này đi ra ngoài. Điều khiến anh ta tức giận là có rất nhiều cô gái không muốn đi. Một số trong số các cô gái không tin bọn họ, còn một số khác thì sợ tướng quân trả thù. Điều đáng tức giận nhất là một số người còn cảm thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm, tốt hơn nhiều so với cuộc sống nghèo khó trước đây của bọn họ nên không muốn quay về chịu khổ. Mã Sơn hận không thể tát cho bọn họ một cái. Với tính cách của anh ta thì cứ mặc kệ những người này, sống chết mặc bây. Nhưng cha Na Lệ không chịu bỏ các cô gái lại. Sau một hồi làm đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cũng nhét được hầu hết mọi người lên xe tải. Chỉ còn lại tướng quân Tác Cương, cha Na Lệ nói tát một cái cho hắn ta chết luôn đi nhưng Mã Sơn lại thấy như vậy quá hời cho hắn ta, cho nên anh ta lấy một sợi dây thừng kéo lê hắn ta sau xe tải. Mã Sơn chỉ có bảng lái xe hạng C, chưa từng lái xe tải lớn, nhìn vào cần số dài ngoắng, anh ta thấy hơi khó khăn với chiếc xe tải quân sự 6 bánh 8 số này. Cuối cùng, anh ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ nhìn cha Na Lệ lái xe. Nhìn gì thế, cha Na Lệ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Mã Sơn nên trách móc hỏi. Chậc chậc, Mã Sơn lắc đầu lắc cổ, đẹp, đẹp. Cái gì đẹp cơ? Vợ tôi đẹp chứ gì? Cô ấy uyển chuyển, kiêu sa, sắc sảo, vừa thông minh vừa xinh đẹp,
vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Mã Sơn sắp xếp lại những tính từ trong đầu, dường như không nghĩ ra được nữa nên chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, đúng là anh hùng thì không phân nam nữ mà. Cuối cùng cha Na Lệ cũng không nhịn được cười lớn, cười đến nỗi ngả nghiêng, xe cũng lắc lư theo. Trong khoang xe đang lắc lư, có mấy cô gái đến từ Hoa Hạ cất tiếng hát. Tổ quốc chúng ta như một khu vườn có những bông hoa thật tươi thắm, oa ha ha, oa ha ha. Giọng hát như truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cũng hát theo, oa ha ha, oa ha ha. Xe vẫn lắc lư, trong buồng lái tràn ngập tiếng cười ngọt ngào, trong khoang xe thì vang lên tiếng hát. Tác Cương bị trói vào sợi dây thừng phía sau khoang xe, bị kéo lê trên mặt đất như một con chó chết, từng vòng hồ quang sáng lên trên người hắn ta. Đột nhiên, xe phanh gấp rồi dừng lại, những người trong khoang xe hét lên một tiếng, va vào nhau. Sao thế? Mã Sơn còn tưởng gặp ổ gà hay gì đó vì đường ở đây thực sự quá tệ. Anh ta thấy vẻ mặt của cha Na Lệ trở nên vô cùng nghiêm trọng, mắt nhìn chãm chấm về phía trước như thể nhìn thấy quái vật vậy. Lúc này Mã Sơn mới rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cha Na Lệ rồi nhìn qua kính chắn gió. Ngay gần đầu xe của bọn họ có một nhà sư trông rất kỳ lạ đang đứng, người đó mang đôi giày vải đen, khoác áo cà sa nâu, nửa khuôn mặt và đỉnh đầu đầy sẹo như thể có hàng trăm con rết bò trên đó. Hái Vu Long Tăng, Mã Sơn lập tức nghĩ đến quốc sư của tướng quân, định xuống xe. Đừng cử động, cha Na Lệ ngăn cản, hắn ta đã giết cao thủ số một của Hồng Môn là Ngô Công Thánh, anh không đánh lại hẳn ta đâu. Cô đánh lại được sao? Mã Sơn hỏi. Cha Na Lệ lắc đầu, nếu hẳn ta chỉ là võ công tuyệt đỉnh thì tôi còn có thể thử nhưng hơn ta là Thái, Vu nên pháp thuật của Huyền Hàng Môn chưa chắc đã có tác dụng với hắn ta. Mã Sơn nghe xong. Không chút do dự mở cửa rồi nhảy xuống xe, buông một câu, tôi đi dụ hẳn, cô lái xe chở bọn nhỏ đi trước đi. Mã Sơn, cha Na Lệ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Nhìn bước chân kiên quyết của Mã Sơn, trong lòng cha Na Lệ không hiểu sao lại có chút cảm động. Anh ta đôi khi nói năng trơn tru nhưng vào thời khắc quan trọng thì lao vào nguy hiểm không chút do dự. Thái Vu Long Tăng nhìn Mã Sơn đi tới, khuôn mặt đầy sẹo lộ ra một vẻ bỉ thương như thể nhìn thấy một người sống sờ sờ sắp chết vậy. Hân ta chắp tay, niệm một câu chú không biết là gì, trên người chợt tỏa ra một lưỡng sức mạnh mạnh mẽ. Sức mạnh này to lớn như nước sông cuồn cuộn nhưng lại có sự u ám như gió lạnh của địa ngục, lại bị thương khiến người ta như lạc vào biển khổ. Mã Sơn vừa đứng vững đã bị sức mạnh này xông vào, anh ta cảm thấy ngực nóng lên, một ngụm máu trào lên. Anh ta ngậm chặt miệng, trợn tròn mắt rồi nuốt ngụm máu này xuống. Này, anh là hòa thượng. Không niệm A-di-đà Phật mà lại niệm cái bùa chú gì thế? Mã Sơn nói. Thái Vu Long Tăng có chút kinh ngạc nhìn anh ta, tôi không tu tịnh độ, tu hành là để ngộ ra sự ô uế và đau khổ, lấy không tướng và vô ngã phá trừ ngã chấp. Nói linh tỉnh cái gì thế? Mã Sơn gãi cái đầu chưa tốt nghiệp lớp 1 của anh ta, không hiểu. Không hiểu. Không hiểu, đó là do tu hành của cậu chưa đủ, cậu nên tìm một sư phụ để tu hành đàng hoàng, hay là nhập môn phái của tôi đi. Tôi thấy căn cốt của cậu không tệ, có thể làm hộ pháp hành giả đó. Phỉ, anh muốn làm sư phụ của tôi sao? Anh cũng không soi gương xem mình thế nào à, cái mặt đó trước tiên đi Hàn Quốc kéo căng hai nhát rồi hãy nói. Xấu thì thôi đi, xấu còn đi dọa người thì là lỗi của anh rồi. Trên mặt Thái Vu Long Tăng dâng lên một lưỡng sát khí, đã như vậy thì cậu. Nhưng vừa mới mở miệng, Mã Sơn đã chạy mất. Đến đây nào, đuổi theo tôi đi. Mã Sơn biết những kẻ xấu xí như thế này sợ nhất là người khác nói mình xấu, chỉ cần nói là sẽ tức giận, vì vậy nói xong anh ta bèn chạy. Mục đích của anh ta là chọc giận Long Tăng, để Long Tăng chỉ đuổi theo. Anh ta, dụ Long Tăng đi để cha Na Lệ lái xe đi. Anh ta không biết bay nhưng anh ta biết vũ bộ. Đây là bộ pháp cao thâm mà Lý Dục Thần đã dạy cho anh ta, mặc dù anh ta luyện vũ bộ như võ công nhưng thực tế đây lại là bộ pháp chính tông của huyền môn. Vừa bước vũ bộ ra, thân hình anh ta đã như ảo ảnh, xẹt một cái đã lao vào rừng sâu bên đường. Lúc này trời tối đen, người vừa chạy vào đã biến mất không thấy tăm hơi. Thái Vu Long Tăng hơi nhíu mày rồi cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái đuổi theo. Thấy Mã Sơn thi triển vũ bộ, trong lòng cha Na Lệ còn có chút vui mừng nhưng khi thấy thân pháp của Thái Vu Long Tăng, mây đen đã bao trùm lấy trái tim cô ta. Chênh lệch thực lực quá lớn. Tuy thân pháp của Mã Sơn mạnh nhưng bản thân anh ta chỉ là tu luyện võ đạo. Còn Thái Vu Long Tăng lại là tu pháp huyền môn, hơn nữa rất có thể đã đột phá tiên thiên.
Cha Na Lệ giơ tay lên, một bóng đen bản ra từ cửa sổ xe rồi bần vào trong rừng. Cô ta nhìn về hướng Mã Sơn và Thái Vu Long Tăng biến mất rồi cắn răng đạp ga, xe lao đi vun vút. Cô ta không biết Mã Sơn có thể kéo dài được bao lâu nhưng cô ta biết, chút thời gian Mã Sơn tranh thủ được rất quý giá. Tốc độ của chiếc xe tải được đẩy lên đến mức tối đa, trên đường núi lao đi như bay. Nhưng lòng Cha Na Lệ vẫn luôn lo lắng, đi được mấy chục dặm, cô ta tìm một bãi đất trống an toàn để dừng xe, sau đó bố trí một trận pháp nhỏ xung quanh xe để phòng thú dữ xâm nhập, dặn dò mọi người không được chạy lung tung rồi một mình chạy ngược lại. Trở lại nơi cũ, Cha Na Lệ lao vào rừng lần theo hơi thở của truy tung cổ để đuổi theo. Vượt qua một ngọn núi, cuối cùng cô ta cũng đuổi kịp họ. Mã Sơn dựa lưng vào một gốc cây lớn, Thái Vụ Long Tăng đứng trước mặt anh ta. Cha Na Lệ chỉ có thể nhìn thấy lưng của Thái Vụ Long Tăng và nửa khuôn mặt của Mã Sơn dưới ánh trăng. Cô ta không biết tình hình của Mã Sơn thế nào, định đánh lén Thái Vu Long Tăng từ phía sau. Thái Vu Long Tăng như có mắt sau lưng, hẳn ta đột nhiên quay người lại rồi cười với cô ta. Nụ cười này vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Cha Na Lệ nhìn thấy trong tay Thái Vu Long Tăng đang căm một thứ gì đó máu me đầm đìa, vẫn còn đập. Tim cô ta thắt lại, có một cảm giác không lành. Sau đó, cô ta nhìn thấy ngực của Mã Sơn đã bị mổ phanh ra. Mã Sơn! Cha Na Lệ kêu lên một tiếng, cảm thấy đau đớn như xé nát tâm can. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng súng nổ rền, bên kia ngọn núi lửa cháy ngút trời. Cha Na Lệ lao đến như phát điên. Xung quanh gió thổi ào ào, vô số bóng đen bay ra từ trong rừng, chui ra từ dưới đất, lao xuống từ trên. Thái Vu Long Tăng cau mày, cơ thể nhanh chóng lùi lại, hắn ta vung tay đánh tan đám cổ trùng trước. Mặt, cô là người của Huyền Hàng Môn. Cha Na Lệ lao đến trước mặt Mã Sơn, nhìn thấy lồng ngực mở to của anh ta thì nước mắt rơi như mưa, cô ta quay người lại rồi gào lên, trả tim anh ấy lại cho. Trên mặt Mã Sơn nở một nụ cười, Na Lệ. Tim tôi từ lâu đã là của cô rồi. Cha Na Lệ kinh ngạc nhìn anh ta, vuốt ve khuôn mặt anh ta, anh không chết. Anh không chết, Mã Sơn, anh không chết. Nhưng Mã Sơn không nói gì nữa, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn giống như người chết. Thái Vụ Long Tăng phát ra một tiếng cười quái dị, trái tim của anh ta ở trong tay ta sẽ không ngừng đập. Võ công của anh ta không ra gì nhưng thân thể của anh ta lại như được tiên nhân điều dưỡng, thoát thai hoán cốt. Dịch cân tẩy tủy, là thượng phẩm hiếm có. Tôi sẽ mang anh ta về luyện hóa, trở thành hộ pháp kim cương thi mạnh nhất dưới chướng Na Già, trái tim của anh ta sẽ mãi mãi đập trong tay tôi, linh hồn của anh ta sẽ được trường sinh trong ngọn lửa trúc long cửu âm. Không, Cha Na Lệ hét lớn, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu. Tên ác quỷ này, một bóng đen khổng lồ như rồng dần nổi lên từ dưới chân Thái Vu Long Tăng, cuộn lên, quấn chặt lấy cơ thể hắn ta. Chăn rừng. Thái Vu Long Tăng hơi ngạc nhiên, cô là truyền nhân của Pháp Đế Mã à? Nếu đúng như vậy, vì nể mặt nữ vu rừng xanh, tôi có thể tha cho cô một mạng. Nhưng Cha Na Lệ không trả lời, hai tay kết ấn chỉ lo niệm chú. Con chăn khổng lồ càng lúc càng dài, càng lúc càng to quấn chặt lấy Thái Vu Long Tăng, nó há to cái miệng chăn khổng lồ ra. Hừ, đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo. Cho dù nữ vu rừng xanh có đến cũng không dám làm gì trước mắt Na Già tôi đâu. Lúc này, cái miệng chăn hướng xuống, đang há to định cần, chỉ thấy nó sắp nuốt chửng Thái Vu Long Tăng. Thái Vu Long Tăng khẽ lắc mình, thoát khỏi sự quấn chặt của chăn rừng, một tay vẫn nâng trái tim đang đập của Mã Sơn, tay kia vung lên, một luồng khí đen như tơ lụa bản ra quấn ngược lại con chăn. Cơ thể con chăn như bị thiêu đốt, đột nhiên co lại chỉ còn lại một lớp da rắn, sau đó mềm oặt rơi xuống đất. Cha Na Lệ hét lên một tiếng thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu tươi. Phun trúng ngực Mã Sơn, máu thấm vào lồng ngực, hòa vào máu của Mã Sơn, chảy vào mạch máu. Trái tim trên tay Thái Vu Long Tăng vẫn đập thình thịch. Hắn ta từ từ bước tới, khuôn mặt xấu xí phát ra tiếng cười quái dị, đã như vậy thì cũng lấy trái tim của cô ra luyện hóa cùng nhau để các người trở thành một đôi xác sống đồng tâm, trở thành đôi hộ pháp được cái trước thần Na Già của ta. Khặc 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 khặc, Cha Na Lệ biết với bản lĩnh của mình sẽ không cứu được Mã Sơn, cũng không cứu được chính mình. Thái Vu Long Tăng quá mạnh, trừ khi sư phụ đích thân đến. Có lẽ đây chính là hồi kết của số phận. Cô ta nhìn Mã Sơn, nhớ lại lời anh ta, trái tim tôi đã là của cô từ lâu rồi. Cô ta đột nhiên cười, tên này tìm đã bị moi đi rồi mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy.
có lẽ hai trái tim luyện hóa cùng nhau trở thành một đôi xác sống cùng chung số phận cũng không tệ. Chỉ không biết sẽ hại bao nhiêu người đây. Nhưng lúc này còn có thể quan tâm nhiều như vậy sao? Cha Na Lệ nhẹ nhàng ôm lấy Mã Sơn, chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận đối với mình. Thái Vu Long Tăng đi đến trước mặt cô ta, ngón tay nâng cằm Cha Na Lệ lên. Cũng đẹp gái đó, đẹp như sư phụ của cô vậy. Đáng tiếc không dám hưởng thụ hương vị của nữ phù thủy rừng xanh thì hưởng thụ một chút đệ tử chân truyền của bà ta cũng không tệ. Không không không, không thể như vậy, mình là một tăng nhân, mình là đệ tử trước mặt Na già, ta sao mình có thể vì sắc đẹp tầm thường này mà động lòng được. Những người phàm tục này thật đáng thương, họ cần được cứu rỗi. Nửa bên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dâm đãng, nửa bên mặt còn lại đầy sẹo lại hiện ra vẻ bi thương. Hắn ta đưa tay ra dựng đứng lòng bàn tay lại, mép lòng bàn tay sắc như dao chĩa thẳng vào ngực Cha Na Lệ. Tiếng súng bên kia núi đã sớm dừng lại. Ngay lúc này, một luồng sát khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp đất trời như sương giá mùa đông làm đóng băng mọi thứ. Thái Vu Long Tăng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy xa xa có một điểm sáng đen, ngay cả trong đêm tối cũng rất nổi bật. Nó đen hơn cả màn đêm, như một vết nứt trong không gian, không có bất kỳ ánh sáng nào có thể thoát khỏi nó. Khi Thái Vu Long Tăng ngẩng đầu lên, ánh sáng đen vẫn còn trên đỉnh núi, chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay trên đầu ông ta. Lúc này hẳn ta mới nhìn rõ đó là một thanh kiếm. Sát khí từ bốn phương tám hướng ùa đến rồi tụ lại trên thân kiếm mang theo sự kinh hoàng diệt trời diệt đất, đâm vào đỉnh đầu Thái Vu Long Tăng. Cơ thể của một thế hệ yêu tăng chớp mắt cái đã tan thành cho bụi trong kiếm khí, kiếm thế không ngừng đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu hun hút. Trong bụi đất bay mù mịt, một chấm đỏ như lửa chảy bay qua rơi vào lõng ngực Mã Sơn. Lý Dục Thần nhẹ nhàng đáp xuống đứng trước người Mã Sơn, lòng bàn tay lướt qua ngực anh ta, lồng ngực đã mở ra khép lại như một chiếc khóa kéo, không để lại một vết sẹo nào. Nhưng sắc mặt của Lý Dục Thần lại rất nghiêm trọng, tay đặt trên ngực Mã Sơn vẫn không buông ra. Kiếm huyền minh giết chết Thái Vu Long Tăng chỉ trong nháy mắt, Cha Na Lệ hoàn toàn không phản ứng kịp, lúc đó cô ta còn tưởng rằng sư phụ đã đến. Mãi đến khi Lý Dục Thần xuất hiện lắp lại trái tim cho Mã Sơn và khâu lại vết thương trên ngực thì cô ta mới phản ứng lại, biết mình và Mã Sơn đã được cứu. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lý Dục Thần, trái tim cô ta lại treo lơ lửng. Anh ấy thế nào rồi? Cô ta cẩn thận hỏi. Lý Dục Thần không nói gì. Cha Na Lệ căng thẳng đến cực độ, răng cắn chặt môi, cắn đến chảy máu mà không hề hay biết. Một lúc lâu sau, Mã Sơn đột nhiên ho. Cha Na Lệ mừng đến phát khóc, anh ấy sống rồi. Anh ấy sống lại rồi. Mã Sơn ho càng lúc càng dữ dội, nôn ra nhiều cục. Máu và đờm. Cha Na Lệ dùng quần áo của mình lau mặt và lau khóe miệng cho anh ta. Đợi đến khi anh ta nôn xong, Lý Dục Thần mới buông tay ra. Biểu cảm của anh vẫn rất nghiêm trọng, anh nói, mạch tim đã nối lại rồi, vết thương trên cơ thể không sao, dưỡng một thời gian là được. Nhưng mà sao, Cha Na Lệ trùng lòng, có một dự cảm không lành, ngay cả trái tim cậu cũng có thể nối lại, còn có gì làm không được sao? Lý Dục Thần lắc đầu, pháp tu của yêu tăng này rất kỳ lạ, hẳn ta đã tách rời tim, hồn và thân xác của anh Mã Sơn rồi. Sức mạnh của hắn ta hắn là đến từ một loại thần lực tự nhiên nguyên thủy nào đó. Đây là thứ mà chỉ cổ vu mới có thể khống chế. Vậy cuối cùng anh ấy thế nào? Có sao? Không, bây giờ Cha Na Lệ chỉ quan tâm đến Mã Sơn thôi. Linh hồn của anh Mã Sơn tách rời, hồn phách và thân xác rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Tôi chỉ có thể tạm thời dùng pháp thuật giúp anh ấy giữ lại nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Kế sách lâu dài thì sao? Chắc chắn cậu có cách, đúng không? Cách cơ bản là dựa vào tu luyện của bản thân, tăng cường linh hồn từng chút một, đợi đến khi anh ấy tu luyện đến tiên thiên, trải qua lôi kiếp tôi luyện thì linh hồn ắt sẽ ổn định. Tu luyện đến tiên thiên sao? Phải bao lâu nữa? Cha Na Lệ sốt ruột nói, trước khi tiên thiên thì sao? Trước khi tiên thiên thì có hai cách, một là tìm một pháp bảo định hồn mạnh mẽ, giúp anh ấy ổn định linh hồn. Nhưng loại pháp bảo này quá hiếm, rất khó tìm. Lý Dục Thần cau mày, dường như đang suy nghĩ cách. Thứ hai thì sao? Cha Na Lệ hỏi. Thứ hai là có một người có thể ở bên cạnh anh ấy mọi lúc mọi nơi. Tôi sẽ truyền cho người đó một bộ công pháp, để người đó và anh Mã Sơn song tu, có thể giúp anh ấy vượt qua tâm ma ở thời điểm quan trọng trong tu luyện, hai người đồng tâm thì linh hồn sẽ ổn định.
Nhưng người như vậy thì phải dựa vào duyên phận, đi đâu tìm đây? Tôi bằng lòng. Cha Na Lệ buột miệng thốt ra, đột nhiên phản ứng lại, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt nhìn Lý Dục Thần vẫn vô cùng kiên định. Cô ư, Lý Dục Thần có vẻ hơi do dự, cô thực sự bằng lòng sao? Thật, Cha Na Lệ nói. Lý Dục Thần cuối cùng cũng gật đầu, được, vậy tôi truyền cho cô một bộ công pháp. Cha Na Lệ chăm chú lắng nghe. Mã Sơn sau lưng cô ta đột nhiên chớp mắt, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đương nhiên có ý muốn giúp Mã Sơn nhưng lời anh nói cũng không phải là giả. Mã Sơn bị yêu tăng mổ bụng moi tim lại còn bị yếm bùa, linh hồn bị tổn thương, nhất thời khó có thể phục hồi. Nếu không có bảo vật hộ thể hoặc thánh dược, chữa trị, chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để từ từ nâng cao thì trong thời gian này cần có đạo lữ chăm sóc. Thực ra chuyện này người tu hành cũng thường gặp trong quá trình tu luyện, bị thương hoặc luyện công nhập ma đều có thể dẫn đến, chỉ là không nghiêm trọng như Mã Sơn. Vì vậy, tu hành chú trọng pháp tài lữ địa, trong đó lữ chính là đạo lữ, cùng nhau đi, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau chống lại gian nan hiểm trở trên con đường tu hành. Lý Dục Thần biết Mã Sơn thích Cha Na Lệ, lại thấy Cha Na Lệ không chút do dự đồng ý, biết chuyện tốt đã thành nên trong lòng anh đương nhiên vui mừng cho người anh em. Anh cũng không giấu giếm mà truyền một bộ công pháp huyền diệu cho Cha Na Lệ để hai người song tụ. Cha Na Lệ từ nhỏ đã gia nhập huyền hàng môn, tư chất ngộ tính cực kỳ tốt, lại được pháp đế Mã truyền thụ nên lĩnh ngộ bí thuật huyền môn rất thâm sâu, dưới sự chỉ điểm của Lý Dục Thần nên rất nhanh cô ta đã nắm vững bộ công pháp này. Ngược lại, Mã Sơn lại kém hơn một chút, phải nhờ Cha Na Lệ dẫn dắt anh ta luyện tập. Hai người họ trở thành đạo lữ, ở đó luyện công pháp, thân mật vô cùng. Lý Dục Thần lại nhớ đến Lâm Mộng Đình. Hồn phách của Lâm Mộng Đình còn không biết ở đâu, muốn tìm lại hy vọng rất mong manh. Nếu không tìm lại được, vậy chỉ có thể dựa vào một tia ma hồn của bản thân để tạm thời tỉnh táo. Lý Dục Thần đột nhiên nghĩ, nếu mình thực sự nhập ma thì liệu Lâm Mộng Đình có thể tỉnh táo mãi mãi không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu anh nhưng lại khiến chính anh giật mình. Chính đạo, ma đạo, người yêu, nên lựa chọn như thế nào đây? Mình nên đi tiếp như thế nào? Anh cảm thấy số phận ngày càng khó lường, tương lai ngày càng không rõ ràng. Đột nhiên gió nổi lên, rừng cây trong đêm đen lay động như điệu múa của quỷ dữ. Một giọng nói theo gió mà đến. Huyền thuật thiên đô, tông môn vạn tiên quả nhiên không giống bình thường. Nhưng hai người các người liên hợp lại để lừa gạt một cô gái nhỏ, có phải hơi quá đáng không hả? Giọng nói này nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua. Yêu mị đến mức khiến người ta tê liệt cả xương cốt. Lý Dục Thần nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy trong rừng có một người phụ nữ bay tới, tóc mây dâm cài, mũ phù thủy áo choàng, áo ngực tơ lụa, thắt lưng tơ vàng, váy lụa mỏng, thoát ấn thoát hiện khiến người ta có vô hạn tưởng tượng. Bà ta vừa xuất hiện đã khiến trăng sáng mất màu, sao trời không còn ánh sáng, cảnh đẹp khắp trời đất chỉ còn lại một mình cô ta. Vẻ đẹp của người phụ nữ này là kiểu trong sự quyến rũ có nét phiêu diều. Trong sự yêu kiều có nét thoát tục khiến người ta nhìn mà rung động nhưng lại không dám có chút ý nghĩ đùa giỡn nào. Ngay cả Lý Dục Thần, khi nhìn thấy bà ta cũng không khỏi khựng lại. Sư phụ, Cha Na Lệ vừa ngạc nhiên vừa mừng, sư phụ, sao người lại đến đây? Lúc này Lý Dục Thần mới biết thì ra người này chính là nữ phù thủy rừng xanh pháp đế Mã Đựa mệnh danh là nữ thần Đại Mã. Hây, con sắp bỏ trốn với người ta rồi, ta còn không được đến nhìn sao? Pháp đế Mã nói, sư phụ, Cha Na Lệ mặt đỏ bừng, đệ tử chỉ là, cô ta ấp úng mãi, không nói nên lời. Được rồi, con không cần giải thích, huyền hàng môn của ta không phải là Nicoam, ta cũng không phải là bà già không gần nhân tình. Pháp đế Mã thở dài, sống trên đời, ai có thể thoát khỏi chữ tình chứ? Khi nói câu này, trên khuôn mặt đẹp hơn cả ánh trăng của bà ta thoáng hiện một tia buồn bã, sau đó bà ta vô tình nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Được rồi, bây giờ ta căn con trả lời ta một câu hỏi trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Nói xong, bà ta đưa bàn tay trắng nốn thon dài ra rồi vuốt ve trên mặt Cha Na. Ngay cả khi ở bên cạnh, Lý Dục Thần cũng có thể cảm nhận được lưỡng khí trong lành đó khiến người ta sảng khoái vô cùng. Con thực sự thích người đàn ông này và bằng lòng kết làm đạo lữ với anh ta không? Pháp đế Mã chỉ vào Mã Sơn hỏi. Sư phụ, Cha Na Lệ trầm ngâm một lúc, trên mặt lộ vẻ quả quyết. Con bằng lòng. Nhưng mà vừa rồi bọn họ đã lừa con đấy. Pháp đế Mã nói, tuy linh hồn của anh ta có tổn thương nhưng không nghiêm trọng như lời tên nhóc họ Lý nói. Không có đạo lữ chăm sóc cũng không chết được,
chỉ là tu luyện gian nan hơn một chút mà thôi. Sư phụ, không liên quan đến việc bọn họ có lừa con hay không. Người đã dạy con, tu hành phải tùy tâm mà làm, con chỉ theo trái tim mình thôi. Những ngày này, con ở bên cạnh anh ấy, tuy anh ấy có đủ thứ tật xấu nhưng luôn khiến con vui vẻ. Ta hiểu rồi, Pháp Đế Mã gật đầu, ta là phụ nữ, nếu nói trên đời đàn ông đều là kẻ bạc tình thì lời này có phần thiên lệch, nhưng mà con à, ta phải nói cho con biết, chữ tình là thứ tổn thương người nhất, đặc biệt là chúng ta là phụ nữ. Con có thể đảm bảo người đàn ông này có thể đối xử tốt với con cả đời không? Từ xưa đến nay, tình sỉ hận lắm đã lỡ nhiều mạng giai nhân lắm rồi. Mã Sơn phịch một tiếng, quỳ xuống bên cạnh cha Na Lệ, miệng nói, sư phụ. Nữ thần sư phụ, Mã Sơn tôi không có bản lĩnh gì khác, cả đời chỉ biết hai chuyện, trọng nghĩa khí và đánh nhau. Bây giờ có Na Lệ, tôi lại biết thêm một chuyện nữ yêu cô ấy. Người cứ yên tâm, cả đời này, tôi chắc chắn không rời không bỏ, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy hơn cả mạng sống của mình. Cha Na Lệ nhìn khuôn mặt nghiêng của Mã Sơn, nở một nụ cười ngọt ngào. Pháp Đế Mã thở dài, tiếng thở dài nhẹ nhàng theo. Gió bay xa. Bà ta không nhìn cha Na Lệ và Mã Sơn nữa mà quay sang nhìn Lý Dục Thần, hỏi, cậu tên là Lý Dục Thần à? Đúng vậy. Cậu từ Thiên Đô đến sao? Đúng vậy. Pháp Đế Mã gật đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời sâu thẳm, xuyên vào hư không xa xôi, một lúc lâu sau mới thu lại. Liệt Thừa Phong, khỏe không? Lý Dục Thần sửng sốt, người biết nhị sư huynh của tôi sao? Hóa ra, anh ta là nhị sư huynh của Thiên Đôi. Khóe miệng Pháp Đế Mã nở một nụ cười như đang tự giễu, vậy mà đến tận bây giờ mới biết thứ hạng của anh ấy. Tôi chưa từng gặp nhị sư huynh, kể từ khi huynh ấy xuống núi 20 năm trước, đến nay vẫn chưa từng quay về Thiên Đô, Lý Dục Thần nói. 20 năm trước, Pháp Đế Mã cười khúc khích, trong tiếng cười có chút thê lương. Hóa ra đã xuống núi 20 năm rồi, 20 năm tiêu dao ngoài cõi thế, vậy mà không thèm đến thăm ta. Ha ha ha, rừng Nam Dương này không lọt vào mắt anh ta sao? Trong lòng Lý Dục Thần kinh ngạc, chẳng lẽ vị nữ vu rừng xanh này và nhị sư huynh? Anh không rõ chuyện trước kia của họ nhưng không muốn Pháp Đế Mã hiểu lầm, nhất là khi Mã Sơn và cha Na Lệ sắp ở bên nhau rồi, anh không thể để xảy ra biến cố nữa, bèn nói. Tôi có nghe sư tỷ nói. Nhị sư huynh có thể đã đến biển Trầm Quang rồi nên có lẽ không có thời gian đến đây. Biển Trầm Quang, Pháp Đế Mã giật mình, anh ta đến Trầm Quang Hải làm gì? Giết Minh Vương, Lý Dục Thần nói. Pháp Đế Mã vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng, giết Minh Vương ư? Sao có thể, tại sao các người không ngăn cản anh ta? Sao sư phụ của cậu sao không ngăn cản anh ta lại? Nhị sư huynh có kiếm thuật vô song, có lẽ... Tôi biết kiếm thuật của anh ta vô song, tôi cũng biết chí hướng của anh ta cao xa, nhưng mà đi giết Minh Vương, Pháp Đế Mã lắc đầu, biển Trầm Quang ấy, đi rồi sẽ không bao giờ trở về đâu. Lý Dục Thần không biết gì về Minh Vương và biển Trầm Quang nhưng nhìn vào việc Minh Vương có thể phân thân đến Côn Luân thì thấy thực lực của Minh Vương chắc chắn rất mạnh. Tại sao đi rồi sẽ không bao giờ trở về? Biển Trầm Quang ấy ngay cả ánh sáng cũng chìm xuống, không thoát ra được, Pháp Đế Mã nói. Mã Sơn chen vào, vậy chẳng phải đây là hố đen mà các nhà khoa học nói sao? Chẳng lẽ biển Trầm Quang ở trung tâm của Ngân Hà sao? Câu nói này của anh ta khiến Pháp Đế Mã, Lý Dục Thần và cha Na Lệ đều sửng sốt. Mã Sơn gãi đầu, cười khan hai tiếng, thôi, các người cứ nói chuyện, coi như tôi chưa nói gì. Lý Dục Thần nhìn Pháp Đế Mã hỏi, tiền bối, người có biết Ô Mộc Thiếp không? Tất nhiên là biết, Pháp Đế Mã nói. Bà ta là người dưới trướng Linh Lung, là một trong những người đầu tiên tu luyện thành công của Vu Môn. Lý Dục Thần vui mừng khôn xiết, hỏi, tiền bối biết bà ta ở đâu sao? Pháp Đế Mã có chút kỳ quái nhìn anh, nói, Ô Mộc Thiếp là thuật sĩ rất cổ xưa, truyền thuyết về bà ta đã có từ hơn ngàn năm trước, có lẽ đã ngã xuống từ lâu rồi. Người cậu muốn tìm, là bà ta à? Lý Dục Thần cũng không bất ngờ, vì nghi thức tế hồn Lâm Mộng Đình rất giống với nghi thức triệu thần nào đó. Thứ bọn họ triệu hồi hiển nhiên không phải thần linh thật sự, nhưng nếu đó là một vị đại năng đã ngã xuống thì rất có thể. Không giấu gì tiền bối, hồn của bạn gái tôi đã bị cướp đi, trước mắt có thể xác định chuyện này có liên quan đến Ô Mộc Thiếp. Rất có thể người kể vị của Ô Mộc Thiếp định dùng nghĩ thức nào đó đánh thức bà ta. Ra là thế, trong mắt Pháp Đế Mã lộ ra sự tiếc hận, vậy có khả năng linh hồn bạn gái cậu đã không còn nữa. Theo ta biết. Trong vu hồn thuật đúng thật là có cách mượn hồn hoàn xác,
linh hồn được mượn tất nhiên phải được tẩy luyện lại, dù vẫn còn đó nhưng cũng không phải người ban đầu. Nếu không thì không phải là mượn hồn hoàn xác, mà là mượn xác hoàn hồn. Mặt khác, loại pháp thuật này vô cùng phức tạp, lại phạm vào thiên đạo, nên xác suất thành công rất thấp, thông thường chỉ là ước muốn đơn phương của người thi pháp, vô cớ tạo thành sát nghiệt. Ô Mộc Thiếp là người tỉnh thông vu thuật, sau này gia nhập ma giáo, đi theo thiên ma, là nhân vật trọng yếu của ma giáo, đã sớm bị tận diệt cùng ma giáo. Nếu như cậu nói, có người có ý đồ đánh thức bà ta, hơn nữa còn thật sự thành công, chứng tỏ bà ta đèn hồn chưa tắt. Vậy tìm được bà ta rồi cậu định làm thế nào? Cậu không có khả năng đánh thắng bà ta. Lý Dục Thần nhíu nhíu mày, ánh mắt kiên định, nói, dù cho hy vọng xa vời thế nào, gian nan nguy hiểm ra sao, tôi cũng phải tìm. Nếu đến linh hồn người mình yêu cũng không thể bảo vệ, vậy tôi tu tiên để làm gì? Gia quốc thiên hạ, trừ ma vệ đạo, cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Pháp Đế Mã ngơ ngác nhìn Lý Dục Thần, như bị lời nói của anh làm cho cảm động, ánh mắt để lộ sự khen ngợi. Không nghĩ đến thiên đô, cũng có người trọng tình như cậu. Ây! Bà ta thở dài một tiếng, không biết là đang xúc động cái gì. Ô Mộc Thiếp là người linh lung, đắc đạo ở Bạch Sơn, cũng là người bảo vệ Bạch Sơn. Cậu đến đỉnh Bạch Sơn xem thử đi, nơi tu luyện ban đầu của bà ta hẳn là ở đó, có thu hoạch gì hay không đều dựa vào vận khí của cậu. Lý Dục Thần vội khom người cảm tạ. Pháp Đế Mã xua tay nói, cậu cũng không cần cảm ơn ta. Người tu hành có tình có nghĩa như cậu bây giờ không nhiều. Bọn trẻ bây giờ, nghĩ lấy cớ để giết chóc bừa bãi, cho rằng như thế có thể vào thẳng đại đạo, mà không hề biết có những đường nào để đến được đại đạo. Đại đạo trước giờ vẫn ở đó, nghĩ thông hay không, nó cũng vẫn ở đó. Vô tình vô nghĩa là đạo, có tình có nghĩa cũng là đạo, chỉ là mỗi người mỗi đường mà thôi. Nghe xong lời này, trong lòng Lý Dục Thần cũng rất là xúc động. Từ khi bước vào phàm trần đến nay, anh cũng lấp loáng giữa ranh giới có tình có nghĩa và vô tình vô nghĩa, khi thì nợ tình quấn thân, khi thì giết chó vô độ, mà giữa hai con đường này lại có sự liên kết. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1, 2, 3, 4. Bằng 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 bằng. Nhưng lượn lờ ở giữa như thế, anh xuống núi được một năm mà đã qua hai lần độ lôi kiếp, tốc độ tu hành thế này không thể nói là không nhanh. Có lẽ, đây là ý của sư phụ khi để anh xuống núi trải nghiệm cối chăn. Bây giờ nhớ lại, nếu sau khi anh xuống núi, quyết đoán đoán hủy bỏ hôn ước, giết người nên giết, độc lai độc vãng, không dây vào nhân quả, chuyện hôm nay chưa chắc sẽ xảy ra. Càng không nói đến việc lưu luyến hồng trần, ham mê hưởng lạc, danh lợi và sắc đẹp, ăn sung mặc sướng. Ra ngoài thì như sao giữ trăng, vào rồi thì ruồi bu kiến đậu. Tu hành giống dãy giụa trong vực sâu hơn, so với phi thăng thì càng dễ sa đọa, một bên thẳng tắp, một bên xoắn ốc. Trong lúc Lý Dục Thần mơ màng, Pháp Đế Mã ném một khối lệnh bài cho cha Na Lệ, nói, ta muốn ra ngoài một thời gian, công việc trong môn giao cho sư huynh con giải quyết. Nhưng tương lai nếu ta không trở về, con chỉ cần dùng thần nữ lệnh này, tiếp quản huyền hàng môn. Sư phụ, cha Na Lệ kinh hãi. Người muốn đi đâu? Pháp Đế Mã không trả lời, chỉ thấy bà liếc mắt nhìn Mã Sơn một cái, ánh mắt lộ ra vài phần mong đợi, nói, người trẻ tuổi à, nghĩa tình vô giá, mong các cô cậu đều hạnh phúc. Thanh âm bà ta bỗng trở nên mờ ảo, thân hình cũng vặn vẹo và tan biến như làn khói, chỉ còn lại một ảo ảnh nhàn nhạt trong rừng cây tăm tối. Cha Na Lệ có hơi buồn tủi, Mã Sơn đỡ lấy cô nói, sư phụ cô đi tìm hạnh phúc của mình, chúng ta cùng chúc phúc cho bà ấy đi. Cha Na Lệ gật gật đầu. Mã Sơn hỏi, những người kia đâu? Cha Na Lệ a một tiếng, mới nhớ tới chiếc xe tải còn đỗ ven đường rừng. Ba người vội vàng sang đó tìm, còn may xe vẫn ở đó, người lẫn xe đều an toàn. Lý Dục Thần cũng bay về mang theo cô gái được cứu ra từ quân doanh lại đây. Hai người lái xe đưa bọn họ đi trước, đến Thanh Lai chờ tôi. Tôi đi tìm Long bà Ba Dục, Lý Dục Thần nói. Mã Sơn vốn muốn đi cùng anh. Nhưng lại không yên tâm để cha Na Lệ một mình lái xe chở theo mọi người, hơn nữa anh ta cũng biết linh hồn mình đang bị tổn thương, đi theo chỉ sợ làm vướng chân. Cha Na Lệ nói, Dục Thần anh cẩn thận chút, Long bà Ba Dục thành danh sớm, đến sư phụ tôi cũng phải nhượng bộ vài phần. Sư phụ từng nói, nếu gặp được, Long bà Ba Dục ở sông Mê Công, tuyệt đối không thể nảy sinh xung đột với ông ta. Tại sao ở sông Mê Công thì không được?
không lẽ ở nơi khác thì có thể? Mã Sơn ngạc nhiên nói. Cha Na Lệ lắc đầu, tôi cũng không biết, chỉ nghe sư phụ nói như vậy. Lý Dục Thần nhíu nhíu mày, anh nhớ tới cảm giáo kỳ quái của thần thức trung kỳ kia, đồng bằng sông Mê Công, dường như có dấu bí mật gì đó. Anh gật gật đầu, nói với họ mình sẽ cẩn thận, sau đó bay lên trời, lướt qua đại kỳ lực trên không, bay về phía thần thức cảm nhận được điểm dị thường. Rất nhanh, một con sông rộng lớn vô cùng xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Mà lúc này, bầu trời phương đông trắng như bụng cá, một mặt trời đỏ nóng lòng muốn nhảy qua đường chân trời, đi vào nhân gian này. Cha Na Lệ bế cô gái nhỏ lên thùng xe tải. Chị gái nhỏ, Hạ Ái San vô cùng vui vẻ nhìn cô gái nhỏ, cô ấy cho rằng không thể gặp lại cô gái nữa. Cô gái nhìn cô ấy cười cười nói, tốt quá, các em đều được cứu. Đúng đó, chị gái nhỏ, chị cũng được cứu. Hạ Ái San nói, cô ấy không biết sau đó chị gái nhỏ đã gặp phải chuyện gì, cũng không biết từ tạo hóa trêu ngươi. Cô ấy chỉ cảm thấy trong mắt chị gái nhỏ đã không còn thù hận nữa, nhưng cũng không có thêm ánh sáng rực rỡ nào, ngược lại có sự bình tĩnh đặc biệt, tựa như mặt hồ xanh biếc trên cao nguyên. Có thể trả nhẫn cho chị không? Cô gái nhìn tay Hạ Ái San nói, em hiện tại không thể dùng nớ. Tất nhiên là được, Hạ Ái San tháo nhẫn ra, còn không quên nói, cảm ơn chị gái nhỏ, chiếc nhẫn này rất đẹp. Đúng vậy, nó rất đẹp, cô gái đeo nhẫn vào ngón tay. Hạ Ái San đã quên mất việc trong nhẫn có dấu độc, nhưng cô gái nhớ rõ. Cô gái vĩnh viễn nhớ rõ khi cha dùng biểu cảm nghiêm túc cho cô gái chiếc nhẫn này, giọng nói còn hơi run rẩy. Chiếc xe rung lắc, hướng về phía mặt trời, tiến vào quốc lộ. Lăn lộn một đêm, mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhìn Hạ Ái San đang say giấc, cởi áo khoác quân trang không vừa vặn mà Lý Dục Thần tìm cho mình, khoác lên người Hạ Ái San. Sau đó tung người nhảy xuống xe. Bầu trời phương đông phủ đầy mây đỏ, mà phía tây, dãy núi như tử thần còn đang say ngủ. Cô gái nhỏ một mình, cô độc đi trên quốc lộ. Phía trước có một biển hoa nhài, cô gái bước vào, lách qua như một con cá, sau đó ngả người xuống trên một mảnh sườn dốc. Ánh ban mai chiếu lên khuôn mặt cùng sự trong sáng của cô gái. Cô gái nâng tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn sapphire xanh tỏa sáng dưới ánh nắng. Đẹp quá! Nhưng cô gái biết, giấu sau vẻ đẹp lộng lẫy kia chính là thuốc độc. Có lẽ những thứ xinh đẹp trên đời đều có độc chăng? Giống như hoa anh túc. Anh trai kia nói, trên mảnh đất này sẽ không còn cây anh túc nào mọc lên nữa. Trên mặt cô gái lộ ra ý cười, nói với không trung, bố, mẹ, con nhớ hai người. Cô gái nhỏ hôn nhẹ mặt nhẫn, cắn xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.